giãn cách xã hội một phần ở thành phố Yên Bái. Quảng Ninh cách ly những người về từ vùng dịch. Dừng công viên nước Đầm Sen đến khi có giải pháp phòng dịch hiệu quả. Hai nữ sinh thuê nhà cho gần 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Thí sinh đăng ký tới 72 nguyện vọng xét tuyển đại học. 41 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ. Honda triệu hồi gần 30.000 ô tô vì lỗi bơm nhiên liệu. Người dân đồng bằng sông Cửu Long sắp hết cảnh lên thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh, quái xế chặn quốc lộ 22 để đua xe. Bắt nhóm mạo danh nhân viên xổ số miền Bắc để lừa đảo. Vụ giảm án cho chùm cờ bạc Phan Xào Nam, phớt lờ cơ quan thi hành án. Nước thải bảy sắc cầu vồng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối tiếp tục xả ra sông cầu. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp ngày 3 tháng 5 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, quyền Chủ tịch thành phố Yên Bái Nguyễn Ngọc Trúc vừa ký văn bản chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội ở khu vực công cộng bắt đầu từ 0 giờ ngày 3 tháng 5. Thành phố Yên Bái đề nghị mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thành phố Yên Bái cũng tiếp tục tạm dừng tổ chức các hoạt động của tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, rạp chiếu phim. Nghiêm cấm các hoạt động quán vỉa hè và tạm dừng các hoạt động văn hóa lễ hội, những hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự tôn giáo. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến hết ngày 2 tháng 5, toàn tỉnh có 12 trường hợp F1, trong đó có 10 trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, 9 trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV lần 1. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ninh vừa phát công văn hỏa tốc yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở ban ngành, đơn vị thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi lưu trú và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương vùng dịch trở về. Cụ thể, những người đến từ các khu vực sau khi vào Quảng Ninh phải cách ly gồm thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, thôn Nam Đồng Yên, xã Chân Lý và thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý đều ở Lý Nhân, Hà Nam từ 22 tháng 4. Hẻm 77 đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 tháng 4. Các thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê, xã Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên từ 29 tháng 4. Ngõ 83 đường Dục Nội, khu Trung, Lỗ Giao, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội từ 23 tháng 4. Quán karaoke Sunny, khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 23 tháng 4. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 21 giờ ngày 26 tháng 4 đến 1 tháng 5. Quán Hải Sản Ngon, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên từ 26 tháng 4 đến hết 30 tháng 4. Ngoài ra, với những người đến từ các xã, phường và quận huyện của các địa phương, địa điểm nói trên, tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn áp dụng biện pháp theo cấp độ cách ly tại nhà đủ 7 ngày và tự xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau khi một số tờ báo đưa tin cả nghìn người đổ xô tới tham quan, bơi lội chung một dòng nước, không ai đeo khẩu trang tại công viên nước Đầm Sen trong ngày 1 tháng 5, Sở Du lịch cũng đã làm việc với công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen. Đơn vị có đưa ra phương án khắc phục công tác phòng chống dịch nhưng chưa đảm bảo. Do đó, kiến nghị tạm ngưng hoạt động của công viên nước Đầm Sen cho đến khi có phương án đảm bảo phòng chống dịch. Theo đại diện quận 11, lượng vé bán ra tại công viên nước Đầm Sen ngày nghỉ lễ là 4.000 vé một ngày, trong khi du khách đến khu vực tắm không đeo khẩu trang. Sáng 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận 11 thống nhất làm việc với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn để ngưng hoạt động công viên nước Đầm Sen đến khi có giải pháp phòng chống dịch hiệu quả. Nói về vụ việc tại công viên nước Đầm Sen, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho rằng đã tắm chung một hồ thì sao đeo khẩu trang được, chỉ còn việc ngưng dịch vụ đó thôi. Hy sinh lợi ích ngắn hạn nhưng đảm bảo tồn tại phát triển lâu dài, không chỉ Đầm Sen mà còn ở các điểm vui chơi giải trí khác. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ, Đinh Thị Huệ, sinh năm 1999, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ và U Gupay, quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo điều tra, Thảo đang học tiếng Trung Quốc tại một trường đại học ở Hà Nội nên quen biết U Gupay và một người khác. Thảo sau đó nhận lời đề nghị của hai người này để thuê giúp một số căn hộ cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc. Thảo rủ Huệ cùng tham gia để hưởng lợi tiền chênh lệch từ việc thuê nhà.
Cảnh sát xác định hai nữ sinh đã thuê một căn nhà trên phố Nguyễn Trãi và hai căn hộ chung cư khác ở địa bàn quận Thanh Xuân cho người Trung Quốc lưu trú. Tại nhà ở phố Nguyễn Trãi, Thảo sắp xếp cho 6 người Trung Quốc ở. Trong hai chung cư còn lại, hai nữ sinh bố trí cho 11 người Trung Quốc ở do UguPay đưa đến. Khi kiểm tra bất ngờ vào ngày 20 tháng 4, những người Trung Quốc này không xuất trình được hộ chiếu và thị thực nhập cảnh. Trong phi vụ này, Thảo hưởng lợi khoảng 140 triệu đồng, Huệ 4 triệu đồng. Ngoài một người đang bỏ trốn, hiện 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. Để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích của mình, một thí sinh đang học tại một trường trung học phổ thông tại Hà Nội dự kiến đăng ký tới 72 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh này dành khoảng trên 40 nguyện vọng để đăng ký vào trường đại học em thích nhất là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, khoảng 30 nguyện vọng khác là để đăng ký vào ngành học thí sinh này lựa chọn ở những trường đại học khác. Khi được hỏi, nhiều thí sinh lớp 12 tại Hà Nội cũng cho hay lựa chọn khá nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định mỗi học sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trong đợt xét tuyển đầu tiên, đối với từng trường, ngành, học sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Còn đối với mỗi học sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường, ngành, thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Trưởng phòng đào tạo của một trường đại học đóng tại Hà Nội cho hay, phần mềm xét tuyển chạy theo thuật toán lọt sàng xuống NIA. Thực tế những năm trước, nhiều thí sinh đăng ký ngành, trường dễ trúng tuyển nhất, chứ không phải là ngành yêu thích nhất lên trên. Vì thế, khi xét tuyển, thí sinh trúng tuyển vào những ngành học không phải yêu thích nhất và không được tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng sau, dù mức điểm của các em vẫn có cơ hội. Điều này sau đó gây nên nhiều tiếc nuối cho thí sinh. Vì thế, khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, các em nên sắp xếp thứ tự nguyện vọng những ngành yêu thích nhất lên trên, không nên xếp trường dễ trúng tuyển nhất lên trên. Thưa quý vị, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ngày 2 tháng 5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 19 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ làm chết 14 người, bị thương 19 người, đường sắt 1 vụ làm chết 1 người, đường thủy 1 vụ làm chết 1 người. Trước đó, ngày 1 tháng 5, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 12 người, bị thương 13 người. Còn ngày 30 tháng 4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết và 11 nạn nhân bị thương. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người và 43 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Chỉ trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, cảnh sát giao thông đã xử phạt trên 16.400 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Công ty Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo về chiến dịch triệu hồi 27.640 xe thuộc các mẫu City, Jazz, HR-V, Civic, CR-V, Accord bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 tới do lỗi ở bộ phận bơm nhiên liệu. Theo thông tin từ hãng này đưa ra, bộ phận trên có thể chứa cánh bơm bị lỗi, theo thời gian có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy. Honda Việt Nam cho biết, dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do lỗi bơm nhiên liệu xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng nhà sản xuất khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn nên nhanh chóng mang xe tới nhà phân phối ô tô Honda để được thay thế bơm nhiên liệu mới có mật độ vật liệu nằm trong tiêu chuẩn. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có chỉ đạo đưa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2023 để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân đồng bằng sông Cửu Long thay vì cứ đổ dồn lên thành phố Hồ Chí Minh khám chữa bệnh. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo, để đạt tiến độ này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phải rà soát lại về nhân lực chất lượng cao và nhu cầu phát triển để có kế hoạch đào tạo, thu hút nhân lực. Ngoài ra, bệnh viện rà soát lại tất cả những kỹ thuật chuyên môn sâu để có kế hoạch đào tạo, tiếp nhận chuyển giao nhằm thực hiện được ít nhất 95% kỹ thuật chuyên sâu so với Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Nguyễn Chi Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, gần như các kỹ thuật cao như phẫu thuật tim hở và đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, kỹ thuật ECMO của Bệnh viện Chợ Rẫy đều đã chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã tham gia vào hệ thống ghép tạng quốc gia. Cụ thể, bệnh viện này đã đưa ekip phẫu thuật lấy và ghép, bác sĩ nội thận học tại Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng đề án trình Bộ Y tế triển khai kỹ thuật ghép thận tại bệnh viện.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, sắp tới, Bộ Y tế sẽ giao Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Cần Thơ mà Bộ khởi công cuối năm ngoái về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ quản lý để thành lập Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình. Bộ Y tế cũng ủng hộ đề án thành lập Trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bộ yêu cầu bệnh viện sớm hoàn thiện các yêu cầu về kỹ thuật, bước đầu làm thí điểm, kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy để chuyển giao dần dần. Ngày 3 tháng 5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh gần 100 xe máy chặn làn ô tô trên quốc lộ 22, đoạn qua giao lộ Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn để đua xe, khiến nhiều người dân và các tài xế bức xúc. Theo nội dung của đoạn clip, hàng chục thanh thiếu niên dùng xe máy làm hàng rào dọc quốc lộ 22 với đoạn đường gần 300m ở làn ô tô để làm đường đua cho các quái xế nẹt pô chạy xe với tốc độ cao. Trước khi lực lượng chức năng có mặt và giải tán nhóm quái xế, nhiều tài xế ô tô, xe tải bị chặn đường đã cho xe di chuyển vào làn xe máy để tiếp tục lộ trình. Theo đội cảnh sát giao thông An Sương, Công an thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng khu vực tiếp giáp địa bàn quản lý để tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên đường vẫn còn diễn biến phức tạp. Người dân phát hiện các thông tin liên quan đến tình trạng trên thì thông báo về cho phòng cảnh sát giao thông PC08 qua số điện thoại 069 3187 521 hoặc 099 467 6767. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 5, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Văn Bắc và 6 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ đầu tháng 4 năm 2021, nhóm đối tượng thuê phòng 2023 tại tòa A, chung cư Samsora, số 105, phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, rồi sử dụng hàng chục máy tính xách tay và các tài khoản để tự giới thiệu đưa thông tin là nhân viên của công ty xổ số miền Bắc để thực hiện hành vi lừa đảo. Hàng ngày, các đối tượng tự nghĩ ra các con số, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook tự giới thiệu đưa thông tin là nhân viên của công ty xổ số miền Bắc. Mỗi ngày đều có một bộ số lô, số đề, số ba càng chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Nội dung bài viết khi đăng tải vào các tài khoản Facebook đều công khai số điện thoại, Zalo của Bắc nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau. Khi có người có nhu cầu liên hệ mua số lô, số đề, số ba càng VIP thì Bắc sẽ trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn và xưng tên là Lê Anh Dũng với danh nghĩa là nhân viên, thậm chí là phó trưởng phòng của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch. Bước đầu xác định Bắc cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt được của ít nhất 3 người tại Hải Phòng, Hà Nội và Hòa Bình gần 100 triệu đồng. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho thấy, số tiền mà Phan Xảo Nam, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty VTC Online đã nộp trên 1.319 tỷ đồng để thi hành án. Số tiền mà Phan Xảo Nam còn phải thi hành là trên 155 tỷ đồng. Tuy nhiên, trùm cờ bạc Phan Xảo Nam đã được ra tù từ tháng 2 năm nay, giảm 22 tháng tù dù chưa nộp đủ số tiền thi hành án, gây bức xúc dư luận. Theo đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan chức năng đã xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Xảo Nam mà không dựa trên kết quả thi hành án dân sự và đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự. Sau khi ra tù, Phan Xảo Nam đã nhiều lần có mặt theo giấy triệu tập của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc phải thi hành án nốt số tiền trên 155 tỷ đồng còn lại. Nhưng đáng chú ý là khi làm việc với cơ quan thi hành án, Phan Xảo Nam đã đưa ra một số ý kiến đề nghị về điều kiện để tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả. Tuy vậy, quan điểm của cơ quan thi hành án là tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không chấp nhận những điều kiện vô lý, không đúng quy định của Phan Xảo Nam. Sông Ngũ huyện Khê ở Bắc Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do hoạt động xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý của các xưởng sản xuất giấy trong cụm công nghiệp Phong Khê và Phú Lâm. Qua cống tiêu Đặng Xá, số nước thải này chảy thẳng vào sông Cầu. Theo ghi nhận của báo Dân Chí, sau một thời gian các nhà máy giấy địa phương ngừng xả nước thải do các cơ quan chức năng yêu cầu, từ sáng ngày 1 tháng 5, hoạt động xả thải tại đây lại tiếp diễn và kéo dài liên tục trong 2 ngày. Lượng nước thải xả ra qua cống tiêu Đặng Xá đặc quánh, nhiều bọt, loang lổ đủ mọi màu sắc xanh đỏ tím vàng sặc mùi hôi thối. Sau đó, dòng nước chuyển dần thành màu đen và kéo dài hàng cây số khi hòa vào dòng nước sông Cầu. Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân địa phương bức xúc cho biết, đi đường là phải đeo khẩu trang, ngủ cũng phải đeo khẩu trang. Viêm họng, viêm mũi vì hôi thối từ nước thải do ngửi nhiều quá, nhìn nước sông là thấy xanh đỏ tím vàng. Nước chảy ra như thế này rồi lại chảy xuống sông Cầu, nhà máy nước sông Cầu lại lấy nước sông xử lý thành nước sinh hoạt phục vụ người dân Bắc Ninh. Bà Đặng Thị Nguyệt ngậm ngùi nói,
Chúng tôi dùng nước sạch của thành phố cấp, hàng ngày vẫn dùng nước sạch ấy nhưng mà không yên tâm. Nhưng bây giờ không dùng nước này thì cũng biết dùng nước gì bây giờ. Trao đổi với báo Dân Chí về vấn đề trên, ông Nguyễn Tất Hoàn, Phó Giám đốc Công ty Công trình Thủy lợi Bắc Đuống cho biết, hiện nay mực nước sông Ngũ huyện Khê đang lên cao, nước từ các khu vực Đông Anh, Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đổ về nhiều nên việc mở cống đặng xá là cần thiết. Ông Hoàn nói, chúng tôi sẽ mở cống đặng xá để xả nước từ ngày 1 tháng 5 đến 5 tháng 5. Chúng tôi đã làm đúng quy định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng nhà máy nước mặt sông Cầu trước 2 ngày so với thời điểm mở cống xả. Bản tin trong nước tối 3 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.